Ngày 28 tháng 6, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè phường Núi Sam phối hợp Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước, sốt xuất huyết, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em cho các em học sinh của trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô. Đây là buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho các em học sinh về những kỹ năng cơ bản về phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, góp phần giúp các em có những kiến thức, biện pháp để phòng chống nhằm bảo vệ bản thân. Đồng thời hướng dẫn cho các em về những biện pháp cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước tình hình diễn biến phức tạp hiện nay trên địa bàn phường. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được sinh hoạt vui tươi, nhận những phần quà với các trò chơi, trả lời câu hỏi xung quanh các chủ đề tuyên truyền. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp cho các em có một mùa hè thật vui tươi và bổ ích. Dịp này, liên đội trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô đã trao 2 góc học tập trị giá hơn 2 triệu đồng cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.